Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Văn xin kính chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới bình yên, vui vẻ. Hôm nay Phương Văn cùng với tất cả quý vị khán giả quay lại tiếp tục câu chuyện của anh Cu Đen mà trong cộng đồng mạng đang xôn xao về cái hành động và thái độ của anh Cu Đen. Thì trước đây Phương Văn cũng đã theo dõi câu chuyện này, nhưng mà do bận quá thì gần đây Phương Văn có chia sẻ một vài video mình cảm nhận cá nhân của mình thôi, và đồng thời cũng đồng hành với tất cả quý vị khán giả theo dõi câu chuyện này, là một người con lai đi tìm lại người thân mẹ ruột của mình, nhưng mà khác hẳn với anh Randy. Thì câu chuyện của anh Randy rất là cảm động từ trước tới nay, và Phương Văn cũng đang chờ đợi kết quả xét nghiệm với một anh bên Mỹ đó quý vị khán giả. Thì mong tất cả mọi người hãy theo dõi để xem kết quả có trùng khớp với anh trai bên Mỹ hay không ha. Còn bây giờ thì chúng ta quay trở lại cái việc anh Cu Đen. Quý vị khán giả thân mến, Phương Văn chia sẻ một vài cái video gần đây về cảm nhận của mình về câu chuyện của anh Cu Đen. Thì cũng có cái một bình luận, sau đây là Phương Văn sẽ đọc cái bình luận này lên. Hầu như là các kênh, ví dụ như là kênh của anh Đầu Trọc Vlog nè, kênh của Ni Trần, của Về Nguồn Vlog và anh Công Trần TV và nhiều kênh khác nữa đang quan tâm bình luận về vấn đề này. Hôm nay thì không phải là một vấn đề riêng tư nữa, mà là vấn đề chung của cộng đồng mạng chúng ta. Phương Văn cũng được nghe các anh em YouTube đang hỗ trợ những thông tin tìm kiếm cũng như là hỗ trợ về tinh thần cho gia đình của mẹ Hòa. Mà mẹ Hòa là một người mẹ nuôi của anh Cu Đen, và bé Ni là một người hỗ trợ cho bà ngoại giúp đỡ khi tuổi già sức yếu, tại vì mẹ Hòa không còn ai. Mẹ ruột của bé Ni thì cũng qua đời, và bé Ni bây giờ là làm lao động chính để chăm sóc cho bà ngoại, 80 mấy tuổi rồi. Thì mẹ Hòa này được biết là mẹ nuôi của anh Cu Đen, nuôi ảnh ít nhất thời gian cũng 9 đến 10 tuổi. Nhưng mà ngày hôm nay thì anh Cu Đen được các kênh của các anh đi tìm mẹ ruột, nhưng mà chưa tìm ra mẹ ruột thì cũng đã tìm được mẹ nuôi. Nhưng mà sự trái ngược hoàn toàn làm cho mẹ Hòa hết sức là buồn bã, và gia đình của họ đang bình yên thì hôm nay lại dậy sóng cũng vì anh Cu Đen. Cái sự phải nói là cộng đồng mạng cho rằng anh Cu Đen vong ơn bội nghĩa, bội bạc, và chắc có lẽ là nhiều trên cộng đồng mạng chia sẻ, người ta là số đông, cộng đồng mạng là số đông, người ta có cái nhìn nhận rất là tốt. Câu chuyện nào họ nhìn nhận đúng hay sai, họ rất thông minh, chứ không phải như những người mà họ nói là chuyện này là chuyện riêng của gia đình người ta, rồi làm sao mà mình phải xía vô. Xin lỗi anh Cu Đen, khi mà chúng ta lên cộng đồng mạng rồi thì không phải là việc cá nhân nữa, mà đây khi bước chân vào sân chơi của YouTube, của cộng đồng mạng, thì nó thuộc về cộng đồng mạng rồi, không còn cái riêng tư nữa. Ví dụ như anh không lên cộng đồng mạng thì thôi, anh có thể chia sẻ những thông tin cá nhân, không lên cộng đồng mạng đó là cá nhân. Còn ở đây thì chia sẻ trên cộng đồng mạng thì ở đây là được quyền bình luận, được quyền phân tích, được quyền chia sẻ, và tất cả những gì những ai làm sai thì họ có quyền chỉ trích. Đây là thuộc sân chơi của cộng đồng mạng mà bà con theo dõi câu chuyện. Thực ra mà nói, khi theo dõi bất cứ câu chuyện nào thì cộng đồng mạng cũng mong muốn cho điều tốt đẹp cho nhân vật cả. Nhưng ở đây không phải là chuyện của riêng mình anh, mà đây là cái chuyện của cộng đồng, người ta được quyền. Thì bây giờ Phương Văn xin phép đọc cái bình luận của một người mà Phương Văn xin phép xóa cái tên. Chắc lẽ cái tên này thì quý vị khán giả cũng biết là bình luận nhiều kênh rồi. Thì khi gặp một cái anh em YouTuber nào chia sẻ, phân tích về vấn đề này thì một nhân vật này xuất hiện và bình luận như sau: chuyện của người ta để cho người ta giải quyết, tại sao bên Ni Trần nó dụ các YouTuber để theo nó à?
còn chị đâu có liên quan gì tới cu đen mà chị nói. À, đây là một cái bình luận của một khán giả, nhưng mà Phương Văn xóa tên rồi quý vị khán giả, xóa tí tí đó, nhưng có lẽ là khán giả cũng nhận ra cái tên này, vì cái tên này đi vòng vòng các kênh của anh em YouTube. Họ phản đối lại cái việc các anh em YouTube hỗ trợ bé Ni thành lập kênh. Và đồng thời trong câu chuyện của mẹ Hòa với anh Cu Đen thì họ phản đối cộng đồng mạng là không được chen chân vào cái câu chuyện của họ. Nhưng mà đây không phải là chuyện nhỏ riêng giữa anh với bé Ni, tại vì khi mà chia sẻ lên cộng đồng mạng thì bây giờ là thuộc về cộng đồng mạng chứ không phải thuộc riêng tư. Nó ở đây là public rồi, cộng đồng mạng rộng rãi rồi, trong và ngoài nước và cả thế giới luôn, chứ không phải còn giấu giếm gì mỗi cá nhân của anh, riêng tư của anh nữa. Cho nên anh biết rằng câu chuyện của anh Cu Đen thì cộng đồng mạng phẫn nộ. Vì sao người ta ủng hộ bé Ni Trần? Tại vì bé Ni Trần gần đây là mới được anh về nguồn vlog để hỗ trợ lập cái kênh để cho bé Ni biết cách thao tác. Rồi về nguồn vlog đó, thực sự mình rất là cảm động. Ảnh có một cái video ảnh chia sẻ, ảnh dạy bé Ni từ bước 1, từ cách lành thành lập YouTube, rồi từng bước để bước chân vào cái thế giới của mạng này là không phải dễ dàng, từ lời ăn tiếng nói, từ lời chào cho đến kết thúc và nội dung vân vân, lường trước được sự việc là vào cái mạng xã hội này khi mà làm YouTube thì không phải là luôn lúc nào cũng màu hồng đâu, không phải ai cũng thương yêu mình và không phải ai cũng ghét mình, nhưng ở đâu đó chúng ta phải chuẩn bị một cái tâm lý. Thì anh về nguồn vlog ảnh hướng dẫn cho bé Ni phải chuẩn bị một cái tâm lý vững vàng, đó có người thương có người ghét, nhưng khi mà mình có những cái việc mà mình cần chia sẻ, có việc nào mình không cần chia sẻ. Thực ra là cảm ơn các anh đã hỗ trợ Ni Trần để thành lập một cái kênh YouTube để em ấy tự bản thân mình vận động để làm YouTube kiếm tiền, phụ thêm để là chăm lo cho bà ngoại. Còn quay trở việc anh Cu Đen, chắc có lẽ là anh lấy cái nickname này là nickname ảo để anh đi comment các kênh YouTube mà chia sẻ về câu chuyện của anh. Kính thưa quý vị khán giả, và các anh có nickname bình luận trong cái kênh Phương Văn như thế này, chuyện của người ta để cho người ta giải quyết. Thưa anh, chuyện của người ta, nếu như mà anh không chia sẻ trên cộng đồng mạng, và hiện tại bây giờ thì anh biết là câu chuyện của anh Cu Đen và mẹ Hòa đã vươn tầm ra thế giới rồi. Chỉ cần lên YouTube một giây thôi đó, thì tất cả mọi người đăng ký kênh đều nhận được những cái thông tin đó. Cho nên là mình không có thể nói là bây giờ chuyện của người ta để người ta giải quyết nữa, mà đây là chuyện cộng đồng mạng, tất cả anh chị em, tất cả khán giả có quyền bình luận, có quyền nhận xét. Tại sao anh nghĩ đi, tại sao biết bao nhiêu người con đi quay về Việt Nam tìm người thân của mình, mà tại sao nhiều khán giả thương yêu, chẳng hạn như anh thấy rồi đó, trước anh đó, là anh Randy đó, anh thấy bao nhiêu người thương yêu, có ai mà phản đối anh Randy không? Có ai mà có những cái lời ra tiếng vào gì với anh Randy không? Hoàn toàn ủng hộ anh Randy 100%. Vì sao? Anh Randy là một người tốt, một người là có thiện chí và luôn sống tình cảm. Mặc dù là biết mẹ mình còn hay không, không biết, và không biết là trong hoàn cảnh nào mẹ mình bỏ mình đi, nhưng bây giờ anh quyết tâm tìm lại, biết cội nguồn mình ở đâu, ai là mẹ ruột của mình, có thể có anh em hay không. Vì sao tới ngày hôm nay mà bao nhiêu anh em YouTuber hỗ trợ tìm kiếm thông tin cho anh Randy, kể cả Phương Văn cũng chia sẻ nhiều video về anh Randy, và hiện tại thì đang chờ kết quả bên Mỹ, có những cái thông tin mới nhất thì Phương Văn sẽ chia sẻ tới quý bà con. Thì anh thấy rồi đó anh Cu Đen, anh nhìn lại đi, bản thân mình, anh mới vừa lên YouTube gần đây để anh chia sẻ tìm mẹ của mình, mà vì sao anh có một cái scandal nó tới ngày hôm nay cộng đồng mạng tẩy chay anh, và đồng thời cộng đồng người con lai ở Mỹ cũng đang tìm kiếm anh sáu xiết để nói những lời cho anh thấu hiểu được anh là người vô ơn bội nghĩa. Vì sao anh đã tìm ra
có cái thông tin mẹ nuôi mình rồi, các anh em YouTuber hỗ trợ tìm kiếm thông tin cho anh rồi, người mẹ nuôi mà anh gửi về có 500 đô thôi mà mẹ Hòa chưa nhận được, thì anh vội vàng là anh nói với nhân viên bưu điện lấy cái số tiền đó lại rồi, anh gửi nhầm. Anh nghĩ là sao vậy anh cu đen? 500 đô của anh nó lớn quá à. Từ trước tới giờ gia đình của bé Ni với bà ngoại có bao giờ ngóng chờ một người con nuôi ở bên Mỹ không? Mấy chục năm nay có bao giờ người ta ngóng chờ để người ta chờ cái số tiền đó không? Không bao giờ có. Ở đây xét về cái tình cảm giữa mẹ nuôi và con, dù sao đi nữa cũng nâng niu chăm sóc cho anh từ nhỏ cho tới anh 10 tuổi. Đâu có phải thời gian 10 năm là nó ngắn ngủi đâu anh. Dài lắm. Người mẹ lo lắng cho con, thương yêu con, đùm bọc cho con, đút cho anh từng miếng ăn và lo cho anh từng cái giấc ngủ. Tới 10 tuổi nó đâu phải dễ dàng đối với một người mà một mình mà nuôi con như vậy. Anh phải biết là cái công ơn của mẹ Hòa lớn lao lắm. Và chắc có lẽ là mẹ Hòa cũng mong muốn anh có cái cuộc sống tốt hơn nên mới gửi anh vào cô nhi viện để anh sang bên Mỹ. Nếu như bây giờ anh ở lại Việt Nam mà chưa chắc gì anh được như ngày hôm nay à. Ở Việt Nam biết đâu cuộc sống thì nó lại vất vả hơn. Thì mẹ cũng mong cho anh là có cuộc sống tốt hơn, cho nên bây giờ anh sang bên Mỹ rồi. Thì bây giờ anh quay trở lại tìm thông tin mẹ ruột của mình. Đó, thì bây giờ không chưa có tìm được thông tin mẹ ruột thì anh lại lùm xùm với câu chuyện của mẹ nuôi. Xá chi 10 năm trời lo lắng cho anh. 500 đô đó có đủ không? Có đền được báo hiếu hay không? Anh thấy rồi đó, anh Randy thì sao? Người mẹ nuôi, cha mẹ nuôi, người ta về, người ta xây cất mồ mả, nhà cửa, người ta lo cho người mẹ nuôi của người ta, coi như là cái công ơn trả hiếu cho cha mẹ trong cái khoảng thời gian đó để lo lắng cho mình. Còn anh thì sao? Có bao giờ mẹ Hòa nghĩ lại là được đứa con bên Mỹ gửi về cho tôi mấy trăm đô, 500 đô, trời ơi, hết sức là đau buồn. Gửi về chưa tới nơi nữa thì anh kêu nhân viên lấy cái số tiền đó lại rồi. Anh nói là nhầm này kia cái nọ. Thật sự là hết sức là đau khổ cho mẹ Hòa. Thà là cái thông tin đó không có, thà là anh đừng gửi, thà là anh đừng nói. Và bây giờ chia sẻ câu chuyện này lên cộng đồng mạng rộng rãi hết rồi. Mà bây giờ anh còn đi các kênh YouTube khác, anh còn phản đối lại anh em YouTuber, phản đối lại cộng đồng mạng. Anh nói là chuyện của người ta để cho người ta giải quyết. Tại sao bên bé Ni Trần dụ các anh em YouTuber à? Xin lỗi anh, ở đây ai cũng lớn rồi. Cộng đồng mạng và khán giả có người trẻ tuổi, có người bằng anh, nhỏ hơn anh và có những bậc cao niên, lớn tuổi. Người ta cũng theo dõi cái câu chuyện này. Đâu có ai dụ ai. Bé Ni nó đâu có dụ được YouTuber và đâu có phải là nó lấy lòng được khán giả, nó dụ được khán giả đâu. Nhưng mà ở đây đó là cái câu chuyện sự thật à. Người ta thương bé Ni. Anh thấy bé Ni thành lập kênh YouTube có 10 ngày thôi đó, mà được 1.000 subscribe, tới ngày hôm nay là 20,000+ subscribe. Có phải là bà con à, quý khán giả người ta thương không? Chứ người ta ghét thì người ta đăng ký làm cái gì? Anh nghĩ vậy đi. Em nói cho anh sơ sơ một điều thôi. Ví dụ những người YouTuber, người ta thành lập kênh ra đó là chia sẻ những cái thông tin nào hữu ích cho bà con, cho khán giả để nắm được cái thông tin. Còn những câu chuyện nào người ta bình luận là người ta cũng được cái quyền, chứ không phải anh cấm đoán mà được. Thì anh nói à, thấy nhiều người thương mến và ủng hộ bé Ni để thành lập kênh YouTube. Đó là cái việc làm chính nghĩa của bé Ni, chứ có làm gì xấu hổ đâu, có làm gì mà ảnh hưởng cho tới anh đâu. Tại anh mà ra cả, tại anh có những cái bình luận xúc phạm bên kênh bé Ni Trần và anh đi vòng vòng các kênh YouTube khác anh bình luận, và tới ngày hôm nay thì trong cái kênh Phương Văn chia sẻ với hai video về cái câu chuyện của anh cu đen thay đó, thì bây giờ có một người chắc có thể là giả danh giả dạng à, anh diễn biết đó, thì bây giờ vô bình luận đó nói dụ các YouTuber à. Anh nghĩ thì sao mà phải đi dụ được mọi người? Bây giờ em nói cho anh một cái đơn giản là dụ được một người, hai người, mười người đi. Còn bây giờ cả hàng trăm ngàn khán giả. Bé Ni nó dụ nổi hết khán giả đi yêu thương bé Ni không? Không có ha anh. Đó. Và cái câu tiếp theo thì anh nói là chị đâu có liên quan gì tới cu đen đâu mà chị nói. Đó. Thì xin thưa với anh, ở đây là câu chuyện của anh cu đen là không phải riêng tư nữa, không phải một ai, mà là chung của cộng đồng. Em là YouTuber, em phân tích bình luận
khán giả ABC, tất cả khán giả của các kênh có quyền bình luận, có quyền thảo luận về câu chuyện nào đó trên mạng xã hội. Vì khi chúng ta bước chân vào mạng xã hội thì đây là thuộc về cộng đồng, không ai cấm cản ai. Nhưng những lời bình luận, tại sao anh lại bình luận các kênh khác được? Anh đi vòng vòng các kênh, anh chỉ trích, anh bình luận thì anh cũng có cái quyền. Ở đây thì không ai cấm cản anh, nhưng mà những lời bình luận mình phải phân tích, những lời bình luận của anh đúng hay sai. Khán giả họ rất là thông minh, xem câu chuyện đúng hay sai là họ biết liền, chứ làm sao mà ai dụ ai được anh. Anh nói cái chuyện dụ ở đây là hoàn toàn không đúng rồi, sai rồi. Mà chính bản thân anh thì câu chuyện tới ngày hôm nay, cộng đồng người con lai bên Mỹ đang đi tìm kiếm anh mà anh trốn mất biệt rồi đó. Bây giờ mai mốt anh còn mặt mũi nào anh đi tới cộng đồng người con lai ở Mỹ nữa hay không? Bây giờ ai cũng biết rồi đó, anh, cái câu chuyện của anh tìm lại người thân, tìm lại mẹ ruột mà chưa tìm ra thì tìm được mẹ nuôi, thì anh lại là vong ơn bội nghĩa. Mẹ nuôi cũng nuôi anh 9-10 năm trời, mà bây giờ anh gửi có 500 đô mà gửi về chưa nhận được, thì bây giờ anh kêu bưu điện là nhân viên bưu điện lấy lại rồi. Lấy lại à? Cái tiền của anh nó lớn quá à. Nuôi anh 10 năm mà bây giờ mẹ Hòa có bao giờ ngóng chờ cái số tiền của anh đâu. Mà cái hành động, cái lời nói của anh làm như vậy thật sự quá vong ơn bội nghĩa. Phải nói quá bạc bẽo, thà là anh đừng xuất hiện, đừng để làm cho gia đình người ta phải buồn thêm. Đó, mẹ rất là đau lòng. Bây giờ bà già rồi, bà khi nhớ khi quên, tuổi tác cỡ này rồi, đáng lẽ anh phải thương, anh phải giúp đỡ cho mẹ chứ. Còn ở đây ngược lại, anh không muốn nhận, mà anh nhận rồi thì đi anh gửi có 500 đô mà anh vội vã anh lấy lại. Xin lỗi anh, cái tuổi của anh là đến 10 tuổi ở với mẹ Hòa, thì chắc có lẽ là anh nhớ từng ngõ ngách, gốc đá, hàng cao, lưu nước, tất cả những gì các bậc thềm lên xuống trong gia đình chắc có lẽ anh cũng nhớ. Tại 10 tuổi rồi mà, chứ đâu phải 5-6 tuổi đâu mà không nhớ. 10 tuổi là cái tuổi mà cái thời thơ ấu của chúng ta ai cũng nhớ, đi bắn đạn, nhảy dây, tắm sông, trèo cây, hái trái vân vân, đủ mọi thứ, là cái thời niên thiếu của chúng ta là chúng ta nhớ. Em còn nhớ nữa mà, chứ đừng nói tất cả mọi người ai cũng nhớ về cái tuổi ấu thơ của mình hết trơn, làm sao không nhớ được. Mà anh từ chối cái tuổi ấu thơ của anh là anh không nhớ, khi mà ở với mẹ Hòa nuôi anh 10 tuổi. Rồi tới ngày hôm nay thì Benny gọi anh là cậu, cho là cậu đi đó, cậu nuôi. Mà thật sự anh đối xử tệ quá, cho nên bây giờ cộng đồng mạng người con lai ở bên Mỹ, cộng đồng mạng Việt Nam và tất cả những người đã theo dõi câu chuyện này trên thế giới đều phẫn nộ cái câu chuyện của anh. Và đồng thời bây giờ anh đã đi quá xa rồi, anh đi xa quá rồi, anh cu đen. Anh giả nít người này, anh giả nít người kia, rồi anh đi bình luận hết các kênh, anh toàn là anh phản đối lại không. Thay vì anh, bản thân anh nhìn nhận lại vấn đề, xem bản thân mình có sai điều gì không mà cộng đồng mạng đã phẫn nộ như vậy. Anh đọc đi, anh đọc hết những cái bình luận trong tất cả các kênh, tất cả các anh em YouTube đi, xem những bình luận đó có ai ủng hộ anh hay không. Thì mình phải nhìn nhận lại, đôi khi con người chúng ta không ai là hoàn hảo cả, mình sai thì mình nhận lỗi sai. Chẳng hạn như Phương Văn làm điều gì sai là nhiều người bình luận hoặc là nhiều người góp ý kiến, là mình sẵn sàng mình sửa sai liền, mình nhìn ra đâu đúng đâu sai là mình sửa. Đâu có ai ép mình, đâu có ai mà không tha thứ mình cái việc mình làm sai. Cho nên tới giờ hôm nay, việc nếu như anh dừng lại và anh lên cộng đồng mạng, anh chỉ xin lỗi thôi, không phải xin lỗi cộng đồng mạng đâu, anh xin lỗi chính cái người mà nuôi nấng anh, cái người mà đau lòng nhất đó là mẹ Hòa. Anh đứng lên anh xin lỗi, và đồng thời anh tự biên soạn cho anh những cái lời nói nào mà chân thành nhất. Anh xin lỗi tới gia đình người mẹ của anh, đó là người mẹ thứ hai nuôi anh. Mẹ anh có công sinh anh ra, nhưng mà mẹ Hòa có công dưỡng anh, mà tới ngày hôm nay thì anh cũng không có về mặt tình cảm thôi, gia đình thôi, anh chưa bao giờ anh quay trở lại. Anh cảm ơn mẹ Hòa đã nuôi nấng anh 10 năm, chứ có đâu anh gửi có 500 đô mà chưa tới nhà nữa thì bây giờ anh kêu người khác quay trở lại lấy lại. Những hành động thực sự không có chấp nhận được. Bây giờ anh gửi nhầm cho người ABC đi, thay vì lỡ gửi nhầm rồi thì bây giờ anh làm từ thiện luôn cũng là điều tốt cho anh. Cái đồng tiền của anh 500 đô nó lớn quá,
Mẹ Hòa đâu có chờ đợi 10 năm nay, mấy chục năm nay nuôi anh rồi để anh trả báo có 500 đô à anh, anh cô đen. Trả 500 đô mà chưa tới nhà nữa, kêu người khác qua lấy lại rồi, đòi lại rồi, để là nói gửi nhầm. Thật sự quá sức nhục nhã, quá sức là ê chề. Từ đây về sau, nhiều anh em trong cộng đồng con lai đã lên tiếng rồi đó. Nếu mà anh mai mốt anh còn phát cái mặt đi tới mà hội người con lai bên Mỹ nữa, thì anh nghĩ mọi người khác nhìn anh như thế nào anh cô đen? Đó, có tôn vinh anh không? Có tôn trọng anh hay không? Hay là họ có những cái lời chia sẻ thật sự với anh thì anh lại buồn bã, hoặc là anh giận hờn, hoặc anh như thế này, nhưng mà mặc kệ. Đó, nhiều người bây giờ đang cộng đồng bên Mỹ đang tìm anh đó, đang lên tiếng đó anh cô đen, kêu anh đừng có phát cái mặt tới cộng đồng người con lai ở Mỹ nữa ra anh cô đen. Thực sự cái hành động của anh tới ngày hôm nay thì anh cũng không thay đổi, và anh cũng không xin lỗi mẹ Hòa, cũng không có cái gì thay đổi khi mà mình biết cái điều đó mình làm sai. Rồi có một mình anh à, còn bây giờ cả thế giới, cả cộng đồng người ta nhận định điều đó, thì anh cho rằng là thế giới cộng đồng người mạng này là sai, bị dụ. Và các YouTuber bị bé đi Trần dụ, ở đây anh thấy dụ chỗ nào? Anh sai thì người ta nói anh sai, mà bé đi đúng thì người ta ủng hộ thôi. Chứ bé đi mà sai bây giờ các YouTuber hoặc là cộng đồng mạng cũng nói bé đi sai thôi. Đó, câu chuyện này anh nên dừng lại và anh nên suy nghĩ lại chính bản thân mình, để rồi anh lún sâu quá sau này anh đừng có nghĩ nguồn cội của anh ở Việt Nam nữa, mà chắc có lẽ anh nghĩ đi tìm là vừa rồi. Và anh cũng không còn cái cơ hội như ngày xưa mà đi tới cộng đồng người con lai. Nhiều người cũng biết câu chuyện này, người ta nhìn anh như thế nào anh cô đen. Đó, bây giờ thay vì anh suy nghĩ lại, nói một lời xin lỗi để cho cộng đồng mạng và những người trong cuộc, người ta lắng xuống, người ta tha thứ, người ta bỏ qua những hành động nông nổi của anh vừa qua. Mà anh cũng lớn rồi, anh già rồi, chứ anh đâu phải là còn trẻ con nữa đâu. Anh đâu phải cái thời mà 9-10 tuổi đâu anh cô đen. Đó, anh già rồi, mà bây giờ anh xử sự như thế này thì mai mốt làm sao anh dạy con cái anh được? Đó, làm sao anh dạy được cái lễ, cái nghĩa và cái tình được anh cô đen? Cho nên Phương Văn sẽ chia sẻ cái video này, nói lên những cái gì mà Phương Văn suy nghĩ. Còn tất cả quý vị khán giả, cộng đồng mạng có quyền vô bình luận góp ý thêm cho anh cô đen để anh tỉnh mộng lại quý vị khán giả ơi, chứ anh đi quá xa rồi. Thôi xin phép tất cả quý vị khán giả, Phương Văn sẽ dừng cái video ở đây. Mong mọi người hãy ủng hộ kênh Phương Văn, cũng như là các anh em YouTube như là anh Đầu Trọc Vlog, để anh em chúng tôi tiếp tục câu chuyện chia sẻ đến quý bà con. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.